Hôm nay giới thiệu với các bạn cách sửa một cái nồi cơm điện nha. Đây là cách sửa nồi. Và trước vẫn khá là sửa rồi nhưng mà vẫn hay mặt lại. Mới còn mới là 5 phút rồi nữa. 7 phút rồi mà nó qua. Khá nhiều. Nhầm cái ổ cắm lâu cắm cái còn có việc của nó không có nhảy không ra cái lột nổi này cái đây là cái nồi cơm điện đang bị hỏng rồi các bạn, đang sửa lại. Đây ổ cắm trước mặt mày nữa làm gì? Cắm là vào cửa rồi hay có nhảy? Ra ngoài.
kết thúc. Xin thân ái chào các bạn.